Ngày thứ năm, Đức Maria, người nữ được dành riêng. Đức Maria là một người nữ đứng về phía người nghèo, những người bị loại trừ và những người khốn cùng. Đây là điều mẹ yêu thích hơn cả. Mẹ luôn đón tiếp họ cách vô điều kiện và đứng về phía họ mà không do dự và không thỏa hiệp. Họ là các con gái và con trai yêu dấu của mẹ. Điều này đã trở thành lẽ tự nhiên trong cách hành xử của mẹ và trong thâm tâm mẹ không thể làm khác được. Nghèo với người nghèo, đó là niềm hạnh phúc của mẹ. Bên dài của trái bể trên cả, Đức Maria không trung lập, nhưng luôn đứng về phía những người nghèo, những người bị sỉ nhục và bị phân biệt đối xử, như chúng ta đọc thấy trong lời kinh Magnificat của mẹ. Tóm lại, mẹ đứng về phía tất cả những người chẳng là gì trong con mắt của lịch sử. Tuy nhiên, đây không phải là một sự lựa chọn thuần túy mang tính chính trị, nhưng là một sự lựa chọn mang tính ngôn sứ, vượt xa những đòi hỏi của công lý trần gian. Mẹ Maria đứng về phía đội thua cuộc và vẫy những mảnh vải vụn của những người cùng khổ như một lá cờ, thay vì cờ hiệu sáng bóng của những kẻ thống trị. Mẹ ca ngợi lòng thương xót của Thiên Chúa và bày tỏ quyền năng của Đấng Tối Cao để bảo vệ những người khiêm nhường, dẹp tan những kẻ kiêu căng và cho những người đói khát được no đầy những điều tốt lành. Lập trường của mẹ Maria đứng về phía người nghèo không được hiểu là sự phân biệt đối xử với những kẻ kiêu căng, ngạo mạn và vô tâm, mà là một sự lựa chọn rõ ràng và không thỏa hiệp. Mẹ Maria hy vọng rằng một khi mọi xung đột được giải quyết, tất cả những người con của mẹ từng bị áp bức và từng là người áp bức có thể trở thành anh em và cuối cùng tìm được sự giải thoát. Vì thế, đó không phải là sự lựa chọn mang tính giai cấp, mà là sự lựa chọn phổ quát vượt ra ngoài lợi ích của một nhóm. Mẹ Maria không ủng hộ việc lạm dụng của những người con lầm lạc, nhưng có một lập trường rõ ràng cho một thế giới công bằng và huynh đệ hơn. Câu chuyện chúng con cũng đang ở tận cùng của thế giới. Lệnh mẹ Chúa Giêsu, con không biết bức thư nhỏ của con gắn trên kinh khí cầu này sẽ đi về đâu, vì con không biết nó sẽ cuốn nó đi đâu. Con hy vọng kinh khí cầu sẽ mang nó đi thật xa, bởi vì như thế họ sẽ biết rằng ở tận cùng của thế giới chúng con cũng tồn tại. Con chỉ nhìn thấy hải âu và biển cả, và con được nghe biết rằng thế giới rộng lớn hơn biển cả. Con sợ rằng Chúa đã quên chúng con vì chúng con ở quá xa. Bất cứ ai tìm thấy lá thư nhỏ này của con, xin cho Chúa biết rằng chúng con cũng tồn tại ở tận cùng thế giới. Chứng từ của Karina Amanrinla. Xin chào mọi người, tôi tên là Karina Amanrinla, đến từ Bernan, Buenos Aires. Tôi là cựu học viên của các sơ dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ. Tôi đã sinh động nhóm thứ 15 ở Bernan được nhiều năm, và tại đó tôi bắt đầu hiểu, làm chứng và chia sẻ với mọi người về tình yêu của Mẹ Phù Hộ. Hiện nay tôi là cộng tác viên Salesian và là giám đốc trung tâm chăm sóc trẻ Miken Magon. Ở trung tâm, chúng tôi chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và dễ bị tổn thương ở các vùng ngoại ô của khu vực này. Các em đến trung tâm, nơi được biết đến như ngôi nhà nhỏ, với mục đích làm thành một gia đình. Vì thế, chúng tôi đã có những hoạt động để đạt đến mục tiêu này. Khi các em đi học về, chúng tôi ăn trưa với nhau. Chúng tôi tổ chức các hội thảo hỗ trợ trường học, hội thảo thủ công mỹ nghệ và nhóm múa Mungan. Ngoài sự trợ giúp của nhiều cộng tác viên và thiện nguyện viên, chúng tôi còn có 3 sinh động viên và 1 người nấu ăn. Sứ mệnh của chúng tôi là trợ giúp người trẻ vượt qua những khó khăn mà họ đối diện. Mục tiêu của chúng tôi là đào tạo những người có khả năng hòa nhập vào xã hội và trang bị cho họ những công cụ cần thiết để hội nhập. Do đó, chúng tôi cố gắng khuyến khích họ học
và trang bị cho họ những kỹ năng cần thiết để tìm được một công việc có thể cải thiện hoàn cảnh của họ. Trên hết, chúng tôi cố gắng giúp các em cảm nghiệm được tình yêu thương của mẹ Maria để các em thấy mình được yêu và được đón tiếp với một tình thương mến giống như mẹ Maria phù hộ, đón tiếp mọi người, không phân biệt một ai, và để cho từng người phát triển kỹ năng và cải thiện thái độ của mình. Chúng tôi giúp các em có thể hiểu rằng chúng tôi quan tâm đến các em, yêu mến các em, tôn trọng các em, và trên hết chúng tôi đánh giá cao mỗi nghĩa cử của tình thương mến, là hoa trái của đoàn sủng xa lê riêng và của sự nhận biết rằng chúng tôi có tình yêu của mẹ phù hộ. Chúng tôi biết rằng mẹ bảo vệ, chăm sóc các em, và trên hết là đồng hành với các em trong cuộc sống. Phó thác cho Đức Maria. Lạy mẹ Maria, người nữ được dành riêng, chúng con cách xa với logic của mẹ. Mẹ tin tưởng vào Chúa và giống như Ngài, mẹ dành mọi thứ cho người nghèo, cùng làm việc với họ và làm cho sự nghèo khó trở thành dấu chỉ rõ ràng nhất, cho thấy mẹ hoàn toàn tín thác nơi Chúa. Lạy mẹ Maria, người nữ được dành riêng, xin giữ chúng con khỏi xe trước cám dỗ làm tôi hai chủ. Xin thúc đẩy chúng con đi ra khi chúng con nhắm tới an toàn mà không muốn mạo hiểm, với những đảm bảo cho chúng con khỏi điều bất ngờ. Xin giải thoát chúng con khỏi sự thờ ơ trước bất công. Chỉ như thế, chúng con mới có thể làm nhân chứng sống động cho sự thật và tự do, công lý và hòa bình.